lòng thành kính gửi theo đám mây hương phượng Phật khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Thầy trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành, cùng pháp với chúng sanh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố, chí tu học vững bền, xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Đấng pháp vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, thầy giải khắp trời người cha lành chung bốn loài. Quy y tròn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ, xưng dương cùng tan than ức kiếp không cùng tận. Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông khó thể nghĩ bàn. Lưới đế châu ví tựa đạo tràng, mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời. Trước bao tòa thân chúng con anh hiền, cúi đầu xin thể nguyện quy y. Chí tâm đánh lễ Nam mô tận hư không biên, pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật. Tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ Tam Bảo. Chí tâm đánh lễ Nam mô Ta Bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật, đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát, linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đánh lễ Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Xong
pháp giới ở đầu tràng mười phương. Hiện thành mấy bao kiết tường chư Phật rõ biết ngọn hương chỉ thiền pháp thân toàn thầy hiện tiền chứng minh hương nguyện phước liền ban cho. Nam mô hương nhân cái Bồ Tát. Nam mô hương nhân cái Bồ Tát. Nam mô hương dân cái Bồ Tát. Nam mô thập phương thường trụ tam bào. Nam mô thập phương thường trụ tam bào. Nam mô thập phương thường trụ tam bào. Cuối lại đấng tam giới tôn quy mãn cùng mười phương Phật. Con nay phát nguyện rộng thọ trì lương hoàng sam pháp. Trên đền bổn ân nặng dưới cứu khổ tâm đồ. Nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng bồ đề. Hết một bao thân này sanh qua cõi cực lạc. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp thầm sâu rất nhiệm màu trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe đặng chuyên trì tùng nguyện tỏ như lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
từ bi đạo tràng lương hoàng sám pháp giải oan thích kết. Lại nữa đệ tử chúng con từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, do vì nhân duyên ác nghiệp của ý nên đôi di tử sanh lục đạo, cha mẹ sư trường và tất cả bà con mà kết các oán thù hoặc khinh hoặc trọng. Ngày nay hổ thẹn tỏ bài sám hối nguyện xin trừ diệt tất cả oán thù. Lại tự vô thủy trở lại cho đến ngày nay y nơi gốc ba độc, khởi ra tâm tham, nhận nơi tham sự khởi ra tham nghiệp, hoặc u ẩn hay hiển hiện cùng tận hư không giới, hễ nơi nào lúc nào thấy người có của thì sinh tâm ác nghĩ rằng ta sẽ lấy của ấy cho đến của cha mẹ, của sư trường, của bà con, của hết thảy chúng sanh, của chư thiên, của chư tiên, những của ấy đều cho là thuộc về ta cả. Tội ác như thể vô lượng vô biên, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt. Lại nữa từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, khởi ra sân nghiệp ngày đêm luôn luôn thiêu đốt thân tâm, không có một giờ phút nào tạm thời dừng nghỉ. Có chút gì không bằng lòng liền nổi giận đùng đùng, đem chúng sanh ra mà não hại đủ điều, hoặc rồi gậy đánh đập, hoặc nhẫn chìm xuống nước, cho đến dùng cách xua đuổi bỏ đôi khác, trói buộc treo lên trên cao, hay nhốt vào phòng tối cho đến chết. Những tội sân hận như thế vô lượng vô biên, gây ra oán thù không thể kể xiết, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt. Lại nữa từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, tùy thuận vô minh làm những việc ngu si, tạo tất cả điều ác, không có trí huệ chân chính, tin theo lời tà thọ lãnh pháp tà, những nghiệp si mê như vậy, tạo ra oán thù vô lượng vô biên, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt. Lại nữa từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, làm mười tà đạo cách hết phải oán thù, tạo tất cả ác nghiệp, niệm niệm phán duyên chưa từng tám xa, kích động sâu căn khởi các kiết nghiệp hoặc thời thân khẩu,
chưa thỏa mãn thì tâm càng thêm độc ác. Cho đến giận cười gây ra thị phi, không dùng tâm ngay thẳng làm việc theo người thường ôm lòng xiểm khúc. Không biết hổ thẹn, những tội như vậy vô lượng vô biên, ở trong lục đạo chịu đại khổ nào. Ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt, đệ tử chúng con từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay. Thân nghiệp bất thiện, khẩu nghiệp bất thiện, ý nghiệp bất thiện, những ác nghiệp như vậy đối với Phật khởi ra tất cả tội chướng, đối với Pháp khởi ra tất cả tội chướng, đối với Bồ Tát Hiền Thánh khởi ra tất cả tội chướng. Những tội chướng như vậy vô lượng vô biên, ngày nay chỉ thành cầu xin sám hối nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, thân ba ác nghiệp, miệng bốn ác nghiệp, ý ba ác nghiệp tạo ra tất cả tội ngũ nghịch tứ trầm. Ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, sáu căn sáu trần sáu thức vọng tưởng điên đảo phan duyên các cành, tạo ra tất cả các tội ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, đối với nhiếp oai nghi, với nhiếp thiện pháp, với nhiếp chúng sanh, với phần nhiều có quỷ phàm, sau này thân hoại mạng chung phải đọa ba đường ác, ở trong địa ngục chịu vô lượng vô biên hằng xa thống khổ, sao lại đọa vào ngã quỷ sẽ ngu si, không hiểu biết gì thường bị đói khát chịu các nhiệt nào, rồi lại đọa làm súc sanh chịu vô lượng khổ ăn uống vật bất tình cơ hàng khốn khổ. Tội hết được sinh làm người, đọa vào nhà tà kiến tâm thường xiêm khúc tin lời tà mất chánh đạo, chìm vào biển sanh tử không hẹn ngày ra, tất cả tội ác oán thù ba đời như thế, nói không thể xiết chỉ có chữ Phật mới thấy hết biết hết như chỗ chữ Phật đã thấy đã biết. Tội bao ít nhiều ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt. Nguyện xin chư Phật chư Đại Bồ Tát đem đại từ bi lực, đại thần thông lực như pháp điều phục chúng sanh lực khiến chúng con ngày nay sám hối tất cả oán thù liền được trừ diệt. Hết thảy chúng sanh trong lục đạo đã chịu trả oán thù rồi,
hay chưa chịu trả oán thù, nguyện xin nhờ sức kỳ đại từ bi lực của chư Phật, chư Đại Bồ Tát và tất cả hiền thanh, khiến hết thảy kẻ oán thù ấy hoàn toàn giải thoát. Từ nay trở đi cho đến ngày chứng quả Bồ Đề, tất cả tội chướng hoàn toàn thanh tịnh, không sinh vào đường ác, sinh về tịnh độ, bỏ sống oán thù được sống trí huệ, bỏ thân oán thù được thân kim cang, bỏ ác đạo khổ được vui niết bàn, nhờ ác đạo khổ phát Bồ Đề tâm, tứ đẳng lục độ thường được hiển tiền, tứ biển lục thông được tự tại như ý, dòng mạnh tinh tấn không thôi không nghỉ, tu lên cho đến mãn thập địa, trở lại độ thoát vô biên chúng sanh. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, nguyện xin cho tất cả chúng sanh đời quá khứ, đời hiện tại và cùng tận đời vĩ lai, trong bốn loài sáu đường đều được nhờ sự sám hối hôm nay mà thanh tịnh, đồng được giải thoát đồng đủ trí huệ, thần thông tự tài. Nguyện xin cho các chúng sanh ấy từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, thường thấy được pháp thân của chư Phật khắp mười phương tận hư không giới, thường thấy thân tự ma kim sắc 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của chư Phật, phân tán khắp mười phương cứu độ chúng sanh, thường thấy chư Phật phóng bạch hào tướng quang ở giữa hai chẳng mày, tế độ chúng sanh đau khổ trong địa ngục. Lại nguyện xin cho đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, nhờ công đức nhân duyên sám hối thanh tịnh hôm nay, mà từ nay trở đi bỏ thân này thọ thân khác, cũng không vào trong địa ngục để chịu những thống khổ, tiêu hình hoại thể trong vạc nước sôi lò lửa nóng, không trải qua đường ngã quỷ mà chịu các thống khổ đôi khác. Cổ nhỏ bằng kim, bụng to bằng trống chầu, không trải qua đường súc sinh, đền nợ cũ trả mạng xưa, chịu các sự phanh thây xẻ thịt lôi kéo khốn khổ. Nếu ở trong loài người thì thân không mắc phải 404 bệnh khổ nào, không chịu khổ đại hàng đại nhiệt khó nhẫn này, không chịu khổ vì đau gươm rồi gậy đánh đập thuốc độc não hại khốn khổ, không gặp phải tai nạn đôi khắc khốn khổ. Lại nguyện xin đại chúng từ nay trở đi giữ giới trong sạch, không làm ô uế đạo tâm, thường tu nhân nghĩa niệm tưởng báo ơn, cúng dường cha mẹ như cúng dường Phật không khác,
phụng sự sự trường như đối chư Phật, kính trọng quốc chủ như thường trú pháp thân. Đối với mọi người như mình không khác, lại nguyện xin đại chúng từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, hiểu thấu nghĩa lý sâu màu của chư Phật, tâm trí không sợ hãi, rõ thông đại thừa, thấy suốt chánh pháp liền tự khai dạy. Không phải nhờ ai chỉ bài, mốc lòng kiên cố cầu đáo Bồ Đề, trở lại hóa độ vô biên chúng sanh. Đồng như chư Phật thành bậc chánh giác vậy, ngày nay đại chúng ẩn thân hay hiện thân trong đạo tràng, xin chứng minh cho lời phát nguyện mãi mòn sau này. Chúng con chánh nguyện, nguyện xin về cảnh của thánh nhân ở, thường hay kiến lập đạo tràng hưng hiện cúng dường, làm lợi ích rộng lớn cho tất cả chúng sanh. Nguyện thường được tam bảo từ bi nhiếp thọ, thường có thế lực giao hoa diệu dắt được dễ dàng, thường tu hành tinh tấn không sai đắm dục lạc ở đời, thường biết các pháp đều không có tự tình, đối với người oán kẻ thân đều đem điều lành bình đẳng hóa độ cho đến Bồ Đề tâm không thối chuyện. Từ nay trở đi một mãi thiện tâm nào, cũng nhờ thiện lực này mà thành tựu. Lại nguyện sinh trong loài người, nguyện sinh vào nhà từ thiện, lại lập từ bi đạo tràng cúng dường tam bảo. Điều thiện nhỏ nhiệm nào cũng đem bố thí hồi hương cho tất cả chúng sanh. Nguyện cùng với Hòa Thượng A Xà Lê, chúng lo tu hành không xa lìa nhau trường trai khổ hành. Tâm không ái nhiệm không lập gia đình, trung tính thanh bạch nhân nhượng hòa bình, tổn mình lợi người không cầu danh lời. Lại nguyện sinh xả thân này, không mong giải thoát sinh trong loài quỷ thần, nguyện làm vị đại lực hộ pháp thiện thần, tê khổ thiện thần không cần cơm áo, tự nhiên đầy đủ. Lại nguyện sinh xả thân này, không mong giải thoát sinh trong loài súc sinh, thường ở núi sâu hang thầm, ăn cỏ uống nước không thấy thống khổ, khi ra khỏi rừng thì được an lành, không bị bắt nhốt trói buộc. Lại nguyện sinh xả thân này, không mong giải thoát sinh trong loài quỷ đói, nguyện thân tâm an vui, không có các điều khổ nào giao hóa những ngã quỷ đầm khổ, sám hối tội lỗi phát tâm Bồ Đề. Lại nguyện sinh xả thân này, không mong giải thoát sinh vào địa ngục, tự biết đời trước của mình giáo hóa những người đồng khổ, sám hối tội lỗi phát tâm Bồ Đề.
Đệ tử chúng con nguyện thường tự nhớ sự phát tâm Bồ Đề, làm cho tâm Bồ Đề tương tục không gián đoạn. Nguyện xin hết thảy chư Phật, chư Đại Bồ Tát và hết thảy thánh hiền cùng khắp mười phương, rủ lòng từ bi chưng giám cho chúng con, lại nguyện cho chư thiên chư tiên hộ thế tử vương chủ thiện phạt ác, thủ hộ trì chú ngũ phương long vương long thần bát bộ chưng giám cho chúng con, chỉ thành đảnh lễ quy y mười phương tam bảo. Tán thán Phật và chú nguyện đại thanh thế tôn, nguy nga rực rỡ tam đạt chiêu suốt, vua trong các thành phần thân tế vật, hiện tỏa đạo tràng trời người chiếm ngưỡng, thọ pháp vô cùng bát âm vang dội, ma quân kinh hoàng quay chân đại thiên, từ quá lưu phương bi lực đổ khắp, thâu nhiếp mười phương từ hẳn tám khổ đến Bồ Đề hương. Cho nên gọi là Như Lai ưng cung, chánh biến trì minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngữ trưởng phu thiên nhân sư Phật thế tôn, độ người vô lượng hết khổ sinh tử. Nay chúng con xin nhờ công đức nhân duyên sám hối thanh tịnh và tán thán chư Phật, nguyện cho tất cả chúng sanh trong tử sinh lục đạo, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, đều nhớ thần lực của Phật mà được tùy tâm tự tại. Lời thuật khuyên của Sám Chủ, ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng hết lòng lắng nghe, luận rằng chỗ chi đức nhiễm màu trảm tịch vốn không thể nói, không thể nghĩ bàn, nhưng phải tạm dùng lời để diễn tả trình bày chỗ chi đức không thể trình bày diễn tả ấy. Lời nói là con đường tắt, là phương tiện dắt người vào đạo. Lời nói là cấp bậc, là thềm thang tạm mượn để đi đến chỗ chi ly. Chi đức ấy, lời nói là phương tiện của thánh nhân tạm dùng để giao qua chúng sanh. Sợ gì vì vậy nên tạm mượn lời nói để tả rõ chân lý. Khi chân lý đã được diễn tả rõ ràng rồi thì chân lý hẳn không phải là lời nói. Những chân lý đã do lời nói mà hiểu rõ được thì lời nói không ra ngoài chân lý. Tuy lời nói và chân lý hai điều trái nhau, nhưng mà ảnh hưởng lẫn nhau chưa từng sai lầm. Đối với người sơ cơ hữu học, cần phải nhân nơi lời nói để hiểu đạo. Đến địa vị vô học thể nhập chân lý rồi thì lời nói trở nên vô dụng.
chỉ vì phàm phu ngu mê mùi nghiệp chướng sâu dày nên đôi với mọi việc không thể không dùng lời nói. Hiện tại tri thức thô thiền không hiểu thấu được lý nhiễm màu, kiến giải cạn cợt không thông đạt được lẽ cùng cực. Nhưng nói thì dễ, làm thật khó, chỉ có thanh với thanh mới được hoàn toàn. Nay có lời vấn nán rằng, tự mình không chân chính thì làm sao khiến người chân chính được? Ba nghiệp của mình uế trước thì làm sao khuyên người thanh tịnh được? Tự mình không thanh tịnh, muốn khiến người thanh tịnh thì không có lý. Tự mình không kiên cố, lấy gì khuyên người kiên cố? Lời nói và việc làm khác nhau, càng làm cho người sinh phiền não. Đã làm cho người sinh phiền não thì không nói còn hơn. Nghĩ cho kỳ, tự mình há không sinh tâm hổ thẹn sao? Tôi là thiện tri thức nên phát ra lời ấy. Đến đây thì nên sửa sang y phục thúc liễm dung nghi, không nên nói một lời gì nữa. Nay tôi là tác giả nghe thiện tri thức nói như trên, lòng tôi rất hổ thẹn, tự biết mình có lỗi nhiều, không dám khinh thánh nhân mà tự che giấu tội lỗi. Nay tôi muốn bỏ qua không nói pháp xám này nữa, nhưng sợ có người nhân nghe lời nói mà thêm phước. Nếu không, tôi không bỏ qua, cứ giữ ý kiến này lại, thì sợ có người nhân đó mà sinh tội khinh chế quỷ ban. Tân thối lưỡng nan, tôi không biết làm thế nào nên mới lập ra pháp xám này. Tâm đã thiện thì đối với các thiện pháp đều vô ngại. Đại chúng nên nỗ lực mà sám hối, không nên chấp trước các lời vấn nạn trên kia, mà phải một lòng nhờ đấng đại từ bi phụ che chở nhiếp thọ cho. Đã có lời như thế thì không thể bỏ qua mà không sám hối, cần phải sinh tâm hổ thẹn. Nguyện xin đại chúng nhà chớ xúc não nhau, như lời tôi có chút hợp lý thì cùng nhau nhân đó mà cải ác tùng thiền. Làm thiện tri thức với nhau, nếu lời tôi không hợp lý đại chúng thì xin đại chúng hoan hỷ. Bố thí đừng trở lại làm ác tri thức, mà nên cùng nhau kết thành bồ đề quyến thuộc. Chương thứ 10. Tự vui mừng. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, từ khi quy y trở lại đây, biết chỗ chi đức là nơi nương tựa của tất cả. Đoạn nghi, sám hối thì tội ác mê lầm đều tiêu diệt. Tiếp đến phát tâm diệu giác tu hành,
thì cởi mở được oán thù, tiêu diêu tự tài. Như thế thời đại chung hả, chẳng lại không hân hở vui mừng hay sao? Này nói ý nghĩa những điều đáng vui mừng sung sướng, thì trong kinh chép rằng có tám nạn khổ: một là địa ngục, hai là ngạ quỷ, ba là súc sanh, bốn là biên địa, năm là trường thọ thiên, sáu là tuy được thân người mà câm điếc ngỗng liễu tàn tật, bảy là sinh vào nhà tà kiên, tám là sinh trước Phật hay sau Phật. Vì có tám nạn ấy nên chúng sanh cứ chìm đắm mãi trong biển luân hồi sanh tử không thể ra được. Nay chúng con xin nhầm, đời tưởng pháp tuy không gặp Phật, nhưng sự vui mừng còn nhiều, phàm có nạn là nà tại tâm. Nếu tâm sinh nghi ngờ thì không phải nạn cũng thành nạn. Nếu tâm không sinh nghi ngờ thì nạn gì cũng thành ra phi nạn. Vì sao biết được? Vì như nạn thứ tám nói rằng sinh trước Phật hoặc sinh sau Phật là nạn. Những bà già ở thành Đông, đồng sinh với Phật một thời, đồng ở với Phật một xứ. Mà bà già ấy không thấy Phật, cho nên biết rằng tâm nghi ngờ là nàng. Vì tất không đồng thời với Phật bà mà cho là nàng. Mà ba tuần ôm lòng ác độc, trong khi còn sống đã đọa vào địa ngục. Rồng nghe thuyết pháp còn ngộ được đạo Bồ Đề, vậy chắc gì ở nhân gian hay thiên thượng mà liền cho không có nàng. Tâm nếu biết điều thiện thì quả báo bình đẳng. Cõi trời lục dục là cao quý, mà đọa địa ngục súc sanh là thấp hèn mà lên được đạo tràng. Thế nên tâm tà thì khinh mà nản thành trong, tâm chánh thì trống nản thành vô ngại. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, vì tâm nghi nên gặp việc không phải nàng thành ra nàng. Nếu tâm chánh thì nàng thành phi nàng. Nay chỉ cứ ra một điều ấy cũng đủ hiểu rõ: trước Phật hay sau Phật đều là chánh pháp, biên địa súc sinh đều là đạo tràng. Nếu tâm chánh thì không còn nản nữa, bằng tâm còn nghi ngờ thì nản thành ra vô lượng. Những điều vui mừng như thế sự thật không phải là ít, trong nhật dũng hàng ngày đại chúng không tự biết công đức của mình. Nay tôi sơ lược trình bày quá sự vui mừng theo thiện kiến của tôi, để đại chúng tự suy nghĩ. Nếu biết được sự vui mừng của mình thì cần phải tu tâm xuất thế. Tự vui mừng những gì Phật dạy, địa ngục khó thoát khỏi. Nay chúng ta đã cùng nhau xa lìa được khổ địa ngục,
Đó là sự vui mừng thứ nhất. Ngã quỷ khó thoát được, nay chúng ta đã thoát được những thống khổ đôi khác của ngã quỷ. Đó là sự vui mừng thứ hai. Súc sinh khó xả bò, nay chúng ta đã thoát được quả bao súc sinh. Đó là sự vui mừng thứ ba. Sinh ở biên địa không biết nhân nghĩa, nay chúng ta đồng được chung ở giữa quốc độ có Phật. Pháp lưu hành đích thân thừa hưởng được giáo lý nhiệm màu của chư Phật. Đó là sự vui mừng thứ tư. Sinh lên cõi trời trường thọ, không biết trồng cõi phúc. Nay chúng ta ở đây đều được trồng căn lành, đó là sự vui mừng thứ năm. Thân người khó được một phen mất, khó có trở lại. Nay chúng ta đều được làm người, đó là sự vui mừng thứ sáu. Sao căn không đầy đủ thì không trồng được căn lành. Nay chúng ta đều được thanh tịnh hướng về pháp môn thâm diệu của Phật. Đó là sự vui mừng thứ bảy. Có thể trí biển thông, tức là không phải nạn mà thành nạn. Nay chúng ta nhất tâm nương về chánh pháp, đó là sự vui mừng thứ tám. Trước Phật sau Phật đều là nạn, hoặc cho rằng mắt mình không thấy Phật là đại nạn. Nay chúng ta đã cùng nhau phát đại thiện nguyện, thề đổ hết thảy chúng sanh cùng tấn đời vĩ lai. Không chấp việc không thấy Phật là nạn, chỉ một phen thấy hình tướng Phật, một phen nghe được chánh pháp cũng tự cho đồng như ngày xưa được thấy nghe Đức Phật thuyết pháp đầu tiên tại vườn Lộc Uyển. Việc làm của chúng ta mục đích là giết được tội, sinh được phước là quý, chứ không phải vì không thấy Phật mà cho là nàng. Phật dạy, thấy được Phật là khó. Nay chúng ta đã cùng nhau chiêm ngưỡng được hình tướng Phật, đó là sự vui mừng thứ chín. Phật dạy, nghe được pháp Phật là khó. Nay chúng ta đã cùng nhau hưởng được cam lộ pháp vị của Phật, đó là sự vui mừng thứ mười. Phật dạy, xuất gia được là khó. Nay chúng ta được từ thân cắt ngay, trở về với đạo, đó là sự vui mừng thứ mười một. Phật dạy, lợi cho mình là dễ, lợi cho người là khó. Nay chúng ta một lạy một bày, đều vì tất cả chúng sanh khắp mười phương mà hồi hướng công đức, đó là sự vui mừng thứ mười hai. Phật dạy, chịu khổ chịu cực được là khó. Nay chúng ta mỗi người đều kiều cần, siêng năng làm lành không nghỉ, không biên nhát, đó là sự vui mừng thứ mười ba. Phật dạy, đọc tụng kinh điển được là khó. Nay chúng ta giờ phút này đang đọc
tụng kinh điển của Phật. Đó là sự vui mừng thứ 14. Phật dạy tỏa thiền là khó, nay chúng ta có người tức tâm định ý, đó là sự vui mừng thứ 15. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng thấy có nhiều sự vui mừng như vậy, vô lượng vô biên, không phải bấy nhiêu lời đó mà có thể kể hết được. Phàm người ở đời vui ít khổ nhiều, được một điều vui mừng còn hớn hở thay. Huống gì ngày nay chúng ta có nhiều điều vui vô ngại, được vô ngại này đều nhờ sức quay thần của mười phương tam bảo. Chúng ta mọi người đều nên nhớ tưởng ân đức Phật Pháp Tăng, đại chúng nên tha thiết đầu thành đánh lễ tam bảo. Nguyện xin thay thế hết thải quốc vương đế chúa, thổ cảnh nhân dân cha mẹ sư trưởng thượng trung hạ tòa, tinh thí đàn viết thiện ác tri thức chữ thiên chư tiên, hộ thế tứ vương thông minh chính trực thiên địa hư không chủ thiện phạt ác thủ hộ trì chủ, ngũ phương long vương long thần bát bộ chư đại ma vương, ngũ đế đại ma nhất thiết ma vương diêm la vương, thái sơn phủ quân ngũ đạo, đại thần thập bát ngục vương và các quan thuộc trong địa ngục, rộng ra cho đến vô cùng vô tận các loài hữu tình, có thần thức, có Phật tánh trong ba cõi sáu đường. Nguyện vì chung sanh ấy mà quy y tận hư không giới hết thải tam bảo. Nguyện xin tam bảo rủ lòng từ bi đồng gia tâm nhiếp thọ, đồng đem thần lực tự tài bất khả tư nghị mà che chở cứu vớt, làm cho hết thải chư thiên chư tiên, hết thải thần vương thần tướng, rộng ra cho đến hết thải chung sanh trong sáu đường, từ đây trở đi vượt khỏi biển sanh tử đến bờ giải thoát bên kia, hạnh nguyện sớm viên mãn đồng lên thập địa, vào kim cán tâm thành bậc chánh giác. Chương thứ 11. Tưởng nhớ ơn tam bảo. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đều nên nhớ tưởng ơn tam bảo. Vì sao vậy? Bởi vì giả sử như không biết tam bảo thì làm sao sinh khởi từ tâm thương xót chúng sanh? Giả sử không biết tam bảo thì làm sao sinh khởi bi tâm cứu hộ nhiếp thọ hết thảy chúng sanh? Giả sử không biết tam bảo thì làm sao sanh khởi tâm bình đẳng quan sát oán thân như nhau? Giả sử không biết tam bảo thì làm sao có được diệu tri chứng đạo vô thường? Giả sử không biết tam bảo thì làm sao hiểu rõ được lý nhị không, là chân không chân thật vô tướng mà tu hành? Phật dạy thân người khó được nay đã được, lòng tin khó sinh nay đã sinh,
chúng con ngày nay nhờ quy y Tam Bảo, mắt không thấy sắc lửa phun, cánh rút lưỡi ở địa ngục ngã quỷ, tay không nghe tiếng kêu la nhiệt nào, khổ sở ở cánh địa ngục ngã quỷ. Mũi không ngửi mùi máu mủ tanh hôi, lột da xẻ thịt ở cánh địa ngục ngã quỷ. Lưỡi không nếm mùi hôi thối hư nát, thân không xúc chạm cảnh giá lạnh lò than hồng, giác dầu sôi ở địa ngục. Ý thường biết Phật là đấng cha lành, từ bi vô lượng là đấng đại y vương. Ý biết tất cả Phật pháp là thuốc hay, để trị bệnh cho tất cả chúng sanh. Biết các vị hiền thánh là từ mẫu săn sóc bệnh hoạn cho tất cả chúng sanh. Ý thường biết nghĩ tưởng Tam Bảo là ba ngôi bao ủng hộ thế gian. Ý thường tưởng nghĩ gì chúng ta đều biết được hết vậy. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tài. Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ quân giai không, độ nhất thiết khổ ách xa lời, tự sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Xá lợi tử thì chư pháp không tương, bất sanh bất diệt bất câu bất tình bất tăng bất giảm, thì cố không trung vô sắc vô thọ tướng hành thức vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân y, vô sắc thinh hương vị xúc pháp vô nhãn giới nại chi vô ý thức giới, vô vô minh diệt vô vô minh tận nại chi vô lão tử diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc dĩ vô sở đắc cố bồ đề tắc đọa. Y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố tâm vô quay ngài vô quay ngài, cố vô hữu khủng bố viễn ly điên đạo mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Tam thế chư Phật Y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa Thị Đại Thần Chú Thị Đại Minh Chú Thị Vô Thượng Chú Thị Vô Đẳng Chú Thị Vô Đẳng Đẳng Chú Năng Trừ Nhất Thiết Khổ Chân Thiệt Bất Hư. Cô Thuyết Bá
Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú Tức Thuyết Chú Viết Yết Đê Yết Đê Ba La Yết Đê Ba La Tăng Yết Đê Bồ Đề Tát Bà Ha Yết Đê Yết Đê Ba La Yết Đê Ba La Tăng Yết Đê Bồ Đề Tát Bà Ha Yết Đê Yết Đê Ba La Yết Đê Ba La Tăng Yết Đê Bồ Đề Tát Bà Ha Nam Mô A Di Đà Bà Già Đà Tha Già Đà Già Đà Điệt Già Tha Di Rì Đô Bà Tì A Di Rì Đà Lân Đâm Bà Tì A Di Rì Đà Tì Ca Lan Đế A Di Rì Đà Tì Ca Lan Đa Già Di Ni Già Già Na Chỉ Đà Ca Lệ Ta Bà Nam mô A Di Đà Bà Già Đà Tha Già Đà Già Đà Điệt Già Tha Di Rì Đô Bà Tì A Di Rì Đà Tân Đâm Bà Tì A Di Rì Đà Tì Ca Lan Đế A Di Rì Đà Tì Ca Lan Đa Già Di Ni Già Già Na Chi Đà Ca Lệ Ta Bà Ha Nam mô A Di Đà Bà Già Đà Tha Già Đà Già Đà Điền Già Tha Di Đi Đô Bà Tì A Di Đi Đà Tư Đâm Bà Tì A Di Đi Đà Tì Ca Lan Đế A Di Đi Đà Tì Ca Lan Đa Già Di Ni Già Già Na Chỉ Đà Ca Lệ Ta Bà Đệ tử chúng con từ vô thị gây bao tội ác bởi lầm mê. Đắm trong sanh tử đã bao lần nay đến trước đại vô thượng giác. Biển trần khổ lâu đời luân lạc. Với sinh linh vô số điều tàn sông u hoài trong kiếp lầm than con lạc lòng không nhìn phương hướng đoàn con dài từ lâu giấc giường hôm nay trông thấy đạo quý hoàng xin hướng về núp bóng từ quan lại phật tổ soi đường dẫn bước bao tội khổ trong đường ác trượt vì tham sân si mạng gây nên hôm nay con giữ trọn lời nguyện xin sám hối để lòng thanh thoát trí huệ quang minh như nhật nguyệt từ bi vô lượng cứu quần sanh ôi từ lâu ba chốn ngục hình giam giữ mãi con nguyện ra khỏi theo gót ngài vượt qua khổ ải nương thuyền từ vượt bể ấy hàng nhớ lời ngài bờ giác không xa hành thập thiện cho đời tươi sáng bỏ việc ác để đời quang đãng đem phúc lành gieo rắc phàm nhân lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng mà con nguyện được sống đời rộng rãi
Con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh. Để theo Ngài trên bước đường lành, chúng con khổ nguyện xin cứu khổ. Chúng con khổ nguyện xin tự độ, ngoài tham sân si mạn ngập trời. Phá si mê trí huệ tuyệt vời, con nhớ Đức Di Đà Lạc Quốc. Phật A Di Đà thân kim sắc tướng tốt quang minh tự trang nghiêm. Năm tu di uyển chuyển bạch hào, bốn biển lớn trong ngần mắt biết. Trong hào quang quá vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong. 48 nguyện độ chúng sanh, chính phẩm sen vàng lên giải thoát. Quy mạng lễ A Di Đà Phật, ở phương Tây thế giới an lành. Con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Phụng kinh sám hối công đức thù thắng hành, vô biên thắng phước giai hồi hương. Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, tóc vàng vô lượng quang Phật sát. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu. Phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, cửu phẩm liên hoa di phủ mầu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Bất thối Bồ Tát di bản lữ, nguyện dĩ thử công đức phổ cập mư nhất thiết. Ngã đặng giữ chúng sanh dài công thành Phật đạo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo tát đại chứng minh. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tát đại chứng minh phục nguyện. Thường chúc Phật Nhật Tăng quy pháp luân thường, chuyển phong điều vũ thuận quốc thới dân an. Thiên hạ thái bình chúng sanh an lạc, tư thời hiện tiền chúng đệ tử thành tâm tác pháp phúng tùng. Lễ lương hoàng sám pháp công đức tôn kinh, nguyện thập phương thường trụ tam bảo. Nguyện chư long thần hộ pháp từ bi gia hộ, phổ độ đẳng đẳng chư gia đình Phật tử hữu danh vô dị. Hữu dị vô danh thừa tư công đức lực, tội diệt phước sanh thiện căn tăng trường. Trí tánh thường minh bát nhã hoa khai, đạo tâm bất thối.
cặp gia hộ gia đình hưng thịnh, quyến thuộc tăng ích đoàn viên, nguyện phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, thường hoạch kiết tường viễn ly khổ ách. Cánh kỳ cửa quyền thất tố, cộng siêu sanh bát nạn tam đồ, câu mong dài khổ phổ nguyện ẩn sư, quấn dục phụ mẫu sanh thành đàn na, tính thí tăng ích phước điền, nguyện pháp với nhân thiên, tình giữ vô tình giai công thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Từ quý ai Phật đương nguyện chúng mà sanh, thể giải đại đạo phát vô thượng tâm. Từ quý pháp đường nguyện chúng mà sanh, thâm nhập kinh tàng trí huệ như hải. Từ quý tăng đường nguyện chúng mà sanh, thống lý đại chúng